Chúng ta đều biết bệnh tiểu đường thì đây chính là một cái căn bệnh mãn tính và nó thường có xu hướng tăng nặng lên theo thời gian. Vì vậy cái việc mà dùng thuốc thường là chúng ta phải kéo dài một cách dai dẳng. Tuy nhiên thì trên thực tế cái việc mà dùng thuốc tiểu đường không hẳn đó là chúng ta phải sử dụng suốt đời đâu, mà trong một số những cái trường hợp bác sĩ hoàn toàn có thể là cân nhắc giúp cho chúng ta giảm liều hoặc là tạm dừng sử dụng thuốc hay là cho chúng ta ngừng thuốc luôn. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là khi nào các cô bác anh chị chúng ta có thể dừng uống thuốc tiểu đường? Hãy cùng Dịch Sĩ Lan giải đáp cái thắc mắc này ngay trong cái video này nhé. Thế thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp sau đây là những bác sĩ người ta có thể là cân nhắc cho chúng ta giảm liều hoặc là dừng thuốc tiểu đường. Trường hợp đầu tiên đó là cái chỉ số đường huyết ở các cái thời điểm của chúng ta đo ấy là nó đã trở về cái mức ổn định. Chẳng hạn như là cái chỉ số HbA1c nó dưới 6.5%, cái chỉ số đường huyết lúc đói của chúng ta nó không quá 6 mmol/lít, và sau khi mà chúng ta ăn 2 giờ thì chỉ số nó nhỏ hơn 7.8 mmol/lít, và các cái chỉ số này nó phải ổn định liên tục ít nhất là trong vòng 6 tháng và nó không bị tăng trở lại sau khi mà chúng ta ngừng thuốc. Thì như vậy lúc này các bác sĩ có thể là cho chúng ta dừng cái việc mà chúng ta uống thuốc. Trường hợp thứ hai đó là khi mà chúng ta sử dụng thuốc đã sử dụng rất là đúng cách rồi, sử dụng đúng cái liều lượng quy định rồi, nhưng mà chỉ số đường huyết của chúng ta nó thường xuyên nó bị hạ hơn so với bình thường, thì các cô bác anh chị chúng ta có thể nhận biết được qua các cái dấu hiệu như là chân tay của chúng ta bị tê bì này, thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và chúng ta cảm thấy đói chẳng hạn. Thì trong những trường hợp như thế này, bác sĩ có thể là cho chúng ta giảm cái liều thuốc đấy đi hoặc là đổi cho chúng ta sang một cái nhóm thuốc khác hay là cho chúng ta ngừng thuốc để theo dõi. Nếu như mà các cô bác anh chị chúng ta thuộc một trong hai cái trường hợp mà Dịch Sĩ Lan vừa kể ra ấy, thì các cô bác sẽ được chỉ định là chúng ta giảm liều hoặc tạm ngưng sử dụng thuốc hoặc là cho dừng thuốc luôn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải thực hiện một cái chế độ sinh hoạt và ăn uống một cách nghiêm ngặt theo hướng dẫn của các bác sĩ, chứ không phải là bây giờ chúng ta ngừng cái việc mà sử dụng thuốc rồi, cái chỉ số nó về bình thường rồi, chúng ta lại ăn uống vô tội vạ thì nó là không đúng. Khi mà được chỉ định ngưng sử dụng thuốc thì các cô bác chúng ta sẽ phải theo dõi cái chỉ số đường huyết của mình tại nhà một cách thường xuyên, và chúng ta nên thăm khám cái sức khỏe định kỳ để có thể là phát hiện sớm được, phát hiện kịp thời được những cái dấu hiệu bất thường nó xảy ra hay không để chúng ta có thể xử lý. Để cho cái quá trình điều trị bệnh tiểu đường của chúng ta được hiệu quả hơn thì các cô bác chúng ta cũng nên tạo ra cho mình một cái chế độ ăn uống sinh hoạt một cách hợp lý, lành mạnh. Những cái thuốc nó có khả năng giúp chúng ta điều trị nhanh, hiệu quả. Tuy nhiên thì không tránh khỏi được những cái tác hại không mong muốn, những cái tác dụng phụ mà chúng ta phải gánh chịu. Và để hạn chế tối đa cái việc mà các cô bác anh chị chúng ta phải sử dụng thuốc hoặc là được bác sĩ cho ngừng thuốc ấy, thì các cô bác anh chị cần phải theo dõi thường xuyên cái chỉ số đường huyết kết hợp với việc thay đổi cái lối sống của mình nó lành mạnh hơn. Chẳng hạn như là chúng ta không nên bỏ cái bữa sáng này và chúng ta nên chia nhỏ thành các cái bữa ăn nhỏ ở trong ngày. Cái nữa đó là chúng ta nên hạn chế cái việc mà ăn quá nhiều đường để làm cho cái chỉ số đường huyết của chúng ta nó được ổn định, nó không bị tăng cao một cách đột ngột rồi gây ra nguy hiểm. Một cái nữa đó là các cô bác cũng nên hạn chế những cái thực phẩm mà nó chứa nhiều cholesterol, vì nó sẽ làm tăng nguy cơ chúng ta bị máu nhiễm mỡ, tức là mỡ máu cao ấy, và nó dẫn tới các cái biến chứng như là tiểu đường hay là tăng huyết áp và các cái bệnh tim mạch khác rồi bệnh thận cho chúng ta. Các cô bác cũng nên ăn nhạt, giảm muối và nên tăng cường cái việc mà sử dụng các loại rau xanh rồi các cái loại trái cây mà nó có cái chỉ số đường huyết thấp thôi. Và đừng quên chúng ta cũng nên luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Cái việc mà luyện tập thể dục thể thao thì nó sẽ giúp cho cơ thể trở nên dẻo dai, nâng cao được cái sức đề kháng. Đồng thời thì nó sẽ giúp tăng cường cái việc mà lưu thông máu ở bên trong cơ thể, mạch máu của chúng ta nó cũng trở lên đàn hồi một cách tốt hơn. Nhờ đó những cái người mà đang bị bệnh tiểu đường chúng ta có thể tránh hoặc là giảm nhẹ được các cái biến chứng như là tăng huyết áp, biến chứng tim mạch. Và chúng ta cố gắng làm sao mỗi ngày phải dành ra tầm 30 phút chúng ta tập các cái môn thể thao nó phù hợp, toát mồ hôi ra là được. Nhưng cái bác nào mà chúng ta thường xuyên hút thuốc lá thì tốt nhất đó là chúng ta bỏ cái thuốc lá để đi và chúng ta hạn chế cái việc mà uống quá nhiều cà phê, vì nó có thể làm tăng nguy cơ chúng ta mắc các cái biến chứng của tiểu đường. Nó khiến cho cái bệnh của chúng ta nó tiến triển ngày càng nặng nề hơn, do là cái nicotine mà có trong cái thuốc lá và cái caffeine có trong cái cà phê thì nó sẽ kích thích cái thần kinh của chúng ta, nó dẫn tới tình trạng là chúng ta bị co mạch, bị tăng cái áp lực lên thành mạch, và lâu ngày nó có thể dẫn tới tình trạng chúng ta bị tăng huyết áp và cái mạch máu nó dễ bị vỡ hơn. Bác nào mà hay uống rượu bia thì tốt nhất chúng ta cũng hạn chế, chúng ta hạn chế những cái đồ uống mà chứa nhiều cồn như vậy, vì nó có thể gây độc cho gan và nó giảm chuyển hóa mỡ, nó gây ra tình trạng là các cô bác bị gan nhiễm mỡ, nó làm tăng cái mỡ máu. Và đây đều là các cái yếu tố nguy cơ, nó dẫn tới cái nguy cơ mà chúng ta xuất hiện các cái biến chứng của tiểu đường nó nhanh hơn. Và một cái nữa, đó là các cô bác cũng nên tránh cái việc mà chúng ta thức quá khuya, vì nó có thể gây hại cho sức khỏe tổng thể, nó cũng có thể là tạo điều kiện thuận lợi cho cái bệnh của chúng ta nó xuất hiện những cái biến chứng nhanh hơn. Tóm lại thì cái việc dùng thuốc tiểu đường nó sẽ giúp cho các cô bác anh chị ổn định được cái chỉ số đường huyết và giúp ngăn ngừa các cái biến chứng nó xảy ra.
Tuy nhiên, nếu như mà các bác mà chúng ta uống thuốc đúng và chúng ta kết hợp thay đổi lối sống tốt rồi thì chúng ta sẽ được giảm liều hoặc là chúng ta sẽ được cân nhắc cho ngừng uống thuốc, chứ không phải là chúng ta sẽ phải dùng thuốc suốt đời đâu. Tuy nhiên phải lưu ý ở đây đó là cái việc mà tiếp tục dùng thuốc hay là chúng ta ngưng thuốc thì nó đều phải theo cái chỉ định của bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn, chứ chúng ta không nên là tự ý chúng ta thấy cái chỉ số nó giảm hơn là chúng ta tự ý bỏ thuốc đâu nhé. Vì tự ý bỏ thuốc nó sẽ có thể gây ra các cái biến chứng rất là nguy hiểm cho chúng ta. Mong rằng là qua cái video ngày hôm nay thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc của các cô bác anh chị, đó là khi nào chúng ta được ngưng cái thuốc điều trị tiểu đường. Nếu như mà thấy video này hay thì hãy follow kênh của Dược Sĩ Lan và chia sẻ cái video này cho nhiều người chúng ta cũng biết đến nhé. Hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Dược Sĩ Lan khỏe hơn, vui hơn mỗi ngày. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dược Sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dược Sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dược Sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.